Xin chào các bạn, đây là diễn đàn motosaigon.vn. Đây trước mắt các bạn, đây là siêu phẩm của Yamaha, là Super Sport luôn. Yamaha R1M phiên bản cao cấp nhất, khủng khiếp nhất của phiên bản thương mại của Yamaha, vừa ra mắt tại thị trường Thái Lan. Và giá của con này tại thị trường Thái Lan tương đương với lại 863 triệu đồng nha các bạn. 863 triệu đồng đó là giá tại Thái. Thì nó cao hơn nhiều so với cái mẫu R1 2050 đằng kia. R1 và phiên bản tiêu chuẩn kế bên đây nó chỉ có 638 triệu đồng thôi, tương đương với 638 triệu đồng giá tại Thái Lan nhé. Bây giờ mình 1m72, mình ngồi lên thử cái chiều cao yên xe 881 của Yamaha R1M cho anh em cùng xem. Đấy. Siêu nhẹ nha, cái này là cao cấp nhất luôn. Toàn thân nó đều là trang bị những chi tiết carbon như là phần đầu nè. Đấy, phần đầu, phần đuôi cũng bằng carbon luôn. Và ngoại hình của nó vẫn giống như mẫu R1 đằng kia, vẫn sở hữu những cái thiết kế mới, thừa hưởng một số chi tiết từ Yamaha R6, đặc biệt đó là phần đầu đèn. Giờ mình sẽ soi vào phần đầu đèn cho các bạn cùng xem. Đây, đầu đèn của Yamaha R1M, tất cả các chi tiết đây đều là ốp carbon hết các bạn, siêu nhẹ siêu đẹp. Và những cái nén đặc trưng này. Đây là decal nhé, decal bạc đi với cái line màu xanh dương. Và cái dè trước cũng là carbon luôn. Và đi kèm theo đó là cái những trang bị cao cấp nhất của Olin, thuộc Olin ti vàng, cực kỳ hiện đại luôn. Đó là lý do nó khiến cái giá nó cao hơn rất là nhiều so với cái mẫu R1 2020. Bộ vành này, các bạn thấy cái bộ vành trước sau sơn màu xanh nó cũng giống như R1 đằng kia thôi. R1 đằng kia cũng như R6 nó cũng đã được sơn cái bộ vành màu xanh đặc trưng này. Và điểm đặc biệt, những cái thay đổi mới của cái mẫu R1 như R1M 2020 đó là bộ lớp trước sau đã được hãng nâng cấp lên cái bộ lớp của Bridgestone. Lớp trước 120 đều là lớp không ruột, rất đáng giá. Đây mình soi vào cái tinh tế thiết kế của R1M cũng như R1 mới. Thiết kế kiểu đèn dạng mỏng như thế này nó giống R6 thôi, nhưng mà nó khác biệt rất là nhiều nha các bạn. Những cái đây cái mũi nhọn này nó xuống tới đây luôn, học lấy gió rồi nó rất là to, làm cho cái đầu xe nó nhìn thực tế bên ngoài rất là bự nữa, nhìn cực kỳ ngầu luôn. Tuy nhiên thì tùy các bạn, đối với các bạn là thấy cái mẫu thiết kế đầu đèn của R1 cũ nó lại đẹp hơn là do những thiết kế này mới mà chưa quen mắt thôi. Chứ nhưng mà bạn thôi soi thực tế bên ngoài, những cái thiết kế như này nó rất là đẹp. Thì theo Yamaha chia sẻ, với thiết kế như thế này nó giúp cho cải thiện cái khí động học của cái xe rất là tốt, giúp cho xe lướt đi lao tới rất là tốt, không bị cản gió nhiều so với cái mẫu cũ. Do thiết kế đầu đèn nó gọn gàng hơn nè. Tuy nhiên mình lại không thích ở mẫu này, khi mà nhìn từ trên xuống nhìn nó khá là cục ở đây nè. Bạn thấy, nếu mà bạn soi từ trên xuống đây nè, bạn thấy cái phần ở đây nó khá là cục. Nhưng mà nhìn thực tế bên ngoài đẹp lắm, bạn nhìn những chi tiết được trao chuốt rất là đẹp. Ở đây gập kính có thể gập ra gập vào được. Đấy, gặp ra gặp vào được, rất là tiện. Bên đây cũng vậy, gửi xe đồ các bạn có thể để này, không thích mình có thể gặp ra, khá là cứng. Ở đây có thể tăng chỉnh được nha, cái kính như kiểu như ô tô nè, các bạn có thể chỉnh được cái góc nhìn. Đấy, có thể chỉnh được cái góc nhìn, mình thấy như là nó xoay rất là tiện. Phần đầu thì theo mình thấy cái phần đầu của cái R1M với lại R1 mới 2020 này nó có bề ngang hơn, nó bè hơn so với cái đời cũ 2019, bạn thấy tuyệt đẹp luôn, nhìn mình thực tế bên ngoài rất là đẹp anh em. Ở đây mình soi vào chi tiết cái cùm ghi đông như cùm công tắc của con này. Tay con vẫn không có nút tăng chỉnh, tuy nhiên nó được cái trang bị cái công nghệ, cái khóa động cơ được trang bị cái công nghệ Assist and Slipper Clutch, nó giúp cho cái mẫu Yamaha R1 như R1M này 2020 này, khi mà mình phanh, mình thắng số, mình dồn số khi mình vô cua, nó tránh cái tình trạng là bị sệt bánh, bị trượt bánh rất là tốt. Và ra gồm rất là nhiều công nghệ khác. Ở cái bản cao cấp này, cặp phuộc Olin này có thể được chỉnh điện luôn nha các bạn. Và tay ga điện thế hệ mới, tay ga điện thế hệ mới đã được hãng tin tưởng rất là nhiều. Xe gồm có 4 chế độ lái dành cho vào trường đua, chạy đường mưa, đối với những cái chế độ mà các bạn thường thấy trên các mẫu xe cao cấp nhất của Yamaha. Ở đây mod nè, chọn mod nè, mod, lap, vân vân,
cùng ghi đông đặc trưng của cái mẫu R1 đậm chất xe đua rất đẹp. Ở đây mình thấy đây cũng là phiên bản giới hạn, số lượng giới hạn nha các bạn. R1M, một cái logo dập nổi trên đây rất là đẹp luôn. Đây là hiện tại là số 565 ha. Bình xăng 17 lít nha các bạn. Bình xăng 17 lít đi kèm theo đó là cái hoa văn đặc trưng của R1M. Và mức tiêu hao nhiên liệu của con này theo mình tham khảo là 15 cây 1 lít. 15 cây 1 lít rất là khủng khiếp. Chiều cao nguyên xe 881 mà mình 1m72. Các bạn thấy mình gần như nhón chân luôn mà chưa đến nỗi mà múa ba lê, các bạn thấy. Gần như nhón chân luôn. Và thuần sport, cái vị trí gác chân rất là thoải mái. Vị trí gác chân rất là thoải mái luôn. Ngồi lên cảm giác rất là sướng nha mọi người. Giá tại Thái 863 triệu đồng, 863 triệu đồng tương đương. Và hiện tại đã có bán ra tại thị trường Thái Lan rồi. Giờ mình sẽ tiếp tục mình soi vào phần đuôi. Phần đuôi là một trong những cái cải tiến mới của mẫu này. Do mẫu này nó hướng về chạy track, chạy đưa vào trường đua hơn. Nên cái phần đuôi các bạn thấy đã được làm bằng hoàn toàn chất liệu bằng carbon, rất là đẹp, rất là nổi. Và đây là cái bộ để đọc lap chạy đua trong track rồi. Và đây là ốp yên solo, do mẫu này thiên về trường đua mà. Các bạn vẫn là thiết kế kiểu cũ đặc trưng của R1, kiểu cánh gió tuyệt đẹp. Là đèn đuôi dạng hình chữ nhật, lớp thấm của Bridgestone luôn nhé. Và cái điểm khác biệt của cái mẫu R1M này so với bản R1 2020 đằng kia đó là phuộc Olin, có thể tăng chỉnh được. Phuộc Olin cao cấp, rất nhiều chi tiết cao cấp hơn so với cái mẫu R1 tiêu chuẩn đằng kia. Và đặc biệt là khối động cơ. Khối động cơ của R1 2020 cũng như R1M đã được Yamaha cải tiến rất là nhiều nha bạn. Một trái tim hoàn toàn mới so với cái đời cũ. Điểm nổi bật đó nhất là cái trục khủy, cái bộ trục khủy thừa hưởng từ cái mẫu xe đua Yamaha R1M của MotoGP rất là đáng giá. Ngoài ra tay dên và một số chi tiết khác trong máy, và theo hãng chia sẻ có một số chi tiết đã được làm bằng chất liệu titanium siêu nhẹ và bền hơn rất là nhiều so với cái khối động cơ cũ. Và điều này khiến cho công suất của cái khối động cơ nó cho khoảng 200 mã lực các bạn. Thiết kế ngoại hình hoàn toàn mới và cái trái tim cũng mới hoàn toàn, vẫn là khối động cơ Rosslyn 4. Vẫn là 998cc nhé. Và đây dàn chân sau, bộ gấp sau của R1M các bạn. Rất là đặc biệt luôn, gấp nhôm siêu nhẹ luôn. Điều này nó khiến cho tổng trọng lượng của xe R1M bản cao cấp nó nhẹ hơn nhiều so với R1 gần đây. Các bạn thấy cái bộ gấp R1 gần đây ha, vẫn là gấp thường thôi, cũng không có gì. Và đây một cái chi tiết nữa cũng rất là đáng giá trên cái mẫu R1 2020 bản tiêu chuẩn cũng như bản cao cấp R1M này, đó là bộ cái bộ quick shift nha bạn, hai chiều luôn, lên xuống. Và cái này rất là hay, giúp cho như mà chạy track cái đồ đó, chỉ cần sang số xuống số đồ, giúp tiết kiệm thời gian tối đa nhất, mang lại cái thời gian mà mình chạy lap đó, nó tối ưu nhất dành cho anh em nào đam mê chạy track, rồi có thể đưa này vào trường đua chạy được luôn. Rồi vừa rồi Moto Sài Gòn đã cùng các bạn mình soi vào chi tiết về thiết kế ngoại hình hoàn toàn mới cũng như là trái tim mới của Yamaha R1 2020 phiên bản tiêu chuẩn cũng như là phiên bản cao cấp R1M này. Đấy. Về mình về cái giá bán mình xin chốt lại luôn là ở cái bản cao cấp R1M này giá tại thị trường Thái Lan tương đương với lại 863 triệu đồng nhé các bạn. 863 triệu đồng đó là giá tại Thái, và phiên bản tiêu chuẩn đằng kia là giá bán của nó tương đương với lại 638 triệu đồng, đó là giá tại Thái Lan luôn. Đấy. Rồi chi tiết về Yamaha R1 2020 cũng như R1M các bạn có thể lên website motosaigon.vn để xem thêm nhé. Xin cảm ơn và chào các bạn.